chiếc máy bay này đã bay trên trời suốt 5 năm. Nhưng những hành khách bên trong không một chút mảy may, mà gương mặt của bọn họ không có bất kỳ thay đổi. Thậm chí người thân của bọn họ còn cho rằng bọn họ đã chết rồi. Nhưng vào ngày hôm đó, đài quan sát trên mặt đất vậy mà lại nhận được tín hiệu của chiếc máy bay đó. Điều ngạc nhiên là bọn họ lại hỏi về số hiệu của máy bay. Có phải là chuyến bay 828 phải không? Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của cơ trưởng, đài quan sát đã đồng ý cho chiếc máy bay đó hạ cánh. Nhưng sau khi các hành khách xuống máy bay, đến tiếp đón bọn họ không phải là người thân, mà là một đội cảnh sát và cả nhân viên điều tra. Mọi người đều thất thần trước việc này. Lúc đó, nữ chính Jenny hỏi người phụ trách, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tại sao không cho chúng tôi về nhà? Người phụ trách da đen gãi gãi đầu, miễn cưỡng nói với bọn họ đã ở trên chiếc máy bay này cất cánh từ năm 2013, mà bây giờ đã là năm 2018 rồi. Hay nói cách khác, mọi người đã mất tích 5 năm liền, sớm đã bị nhận định là chết rồi. Sau khi nghe xong, mọi người hết sức kinh ngạc, bởi vì đối với bọn họ mà nói, đây chỉ là một chuyến bay 3 tiếng đồng hồ, sao lại có thể trôi qua tận 5 năm được? Vì để làm rõ việc này, cảnh sát thẩm vấn qua từng người một. Nhưng điều bất ngờ là, câu trả lời của mọi người đều giống nhau, không có ai khác cả, chỉ là giữa đường gặp phải một luồng không khí mạnh, sau khi bị rung lắc một lúc thì đều trở lại bình thường. 36 tiếng sau, lực lượng cảnh sát gặp phải áp lực lớn. Trước tiên chỉ đành thả tất cả các hành khách trước sự đón tiếp của người thân. Nhìn thấy bọn họ đã mất tích 5 năm đột nhiên lại xuất hiện, đều chạy đến ôm chặt lấy. Tuy nhiên, trong 5 năm bọn họ mất tích đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cô con gái của Ben từ một cô bé con của năm nào đã trở thành một cô gái xinh đẹp. Jenny hỏi bố, tại sao mẹ lại không đến đón mình? Ông bố nghẹn ngào nói với cô, một năm trước mẹ cô bị bệnh nặng, đã mất rồi. Bọn họ lúc đó mới tin là thật việc bản thân mình đã mất tích 5 năm. Sau khi đón người thân về, tổ điều tra đặc biệt đã tiến hành điều tra, bắt đầu kiểm tra toàn bộ chỗ ngồi trên máy bay. Bọn họ cần điều tra nguyên nhân tại sao chiếc máy bay này có thể bay trên trời suốt 5 năm liền mà các hành khách trên máy bay không già đi chút nào. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ở bên này, những người bình an trở về đến nhà lại phát hiện ra bản thân có năng lực biết trước được mọi việc trong tương lai. Bên tai của người phụ nữ này đột nhiên truyền đến giọng nói của bản thân, lái chậm lại. Xin lỗi, anh có thể lái xe chậm lại một chút được không? Ông tài xế nghe thế thì tỏ ra khó chịu. Tôi còn phải cần cô dạy cách lái xe như nào sao? Nhưng giọng nói vẫn truyền đến lần nữa, đi chậm lại. Dừng lại, lập tức. Sao cô biết nó sẽ chạy ra vậy? Cô gái, sao cô có thể? Jenny về đến nhà, liền kể lại mọi việc với anh trai. Anh trai nhắc nhở Jenny, tuyệt đối không được kể chuyện này cho người khác. Nếu không, cảnh sát nhất định sẽ nghĩ cách đưa em đi để nghiên cứu. Dẫu sao chúng ta cũng mới rời khỏi chiếc máy bay đó. Nhưng đến ngày thứ hai, lúc Jenny đang chạy bộ, cô chạy qua một nhà kho, bên tai cô ấy lại truyền đến giọng nói của bản thân, thả bọn chúng ra, nhưng đây là nhà người khác, làm như vậy là xâm phạm bất hợp pháp. Thế là Jenny chỉ đành rời đi. Nhưng khi đến tối, bên tai của Jenny lại một lần nữa truyền đến giọng nói ấy, thả chúng ra. Jenny lúc đó mới ý thức rằng có một thứ gì đó đang điều khiển bản thân cô, cho nên nhân lúc trời tối, cô quay lại chỗ nhà kho đó. Nhưng cô không thể ngờ rằng là anh trai của cô cũng đến đây. Thì ra, hôm nay lúc đi qua đây cũng bị một âm thanh dẫn dụ. Hai người nghĩ rằng đây nhất định không phải việc ngẫu nhiên. Để làm rõ rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, bọn họ lén lút mở cửa, thả hai con chó ra ngoài. Ngày hôm sau, cảnh sát nhận được thông báo.